Xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê bộ môn súng hơi, súng nén khí đến với video ngắn tiếp theo của bên shop nhé. Ngày hôm nay thì lại tiếp tục lên bán giảm giá tri ân thanh lý cho anh em 10 khẩu FXQ sói cấu hình tầm trung. Giá là 5 triệu 500 ngàn. Bao cho anh em chơi săn mồi cứ đi là 50-60 mét là chuẩn tâm. Nghĩa là 60 mét là bao cho anh em là săn chim sẻ, ăn nắp C2 đục lỗ, có video test tâm đàng hoàng, trả hàng cho anh em qua Zalo em nhé. Đấy, tất cả những mặt hàng mà anh em mua bên shop thì đều được bảo hành lẫn một đổi một cho anh em. Đấy, 5 triệu 500 ngàn là một khẩu FXQ sói cấu hình chung như thế này. Em nào mà có nhu cầu mua bán thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho shop qua hai số điện thoại em để trên biển đây nhé. Xuống thì đợt này nó giá cả nó rất chi rẻ, mềm hơn với thời gian trước. Đấy, nên anh em nào có ý định mua thì lên mua ở cái thời điểm này. Đấy, để làm sao giá cả nó sẽ mềm hơn. Mua ở thời điểm này, ví dụ như cây này thì anh em có thể rẻ khoảng tầm 8-900 nghìn. Ở những video trước và cách đây vài hôm thì em vẫn đang bán với giá là 6 triệu 500. Nhưng mà ngày hôm nay thì hàng hóa nhập về nó sẽ rẻ hơn, thì em lại bán rẻ cho anh em với giá là 5 triệu 500. Và tiện đây thì cũng thanh lý vài khẩu để cho anh em có thể là chơi vẫn nhé. Đấy, 5 triệu 500 là tặng kèm hai hộp kẹo chì và một băng đạn 11 viên. Thì cái này anh em sẽ phải hỗ trợ thêm tiền cước xe. Thì em nói luôn là miền Bắc là 300, còn miền Nam là 500. Anh em miền Bắc thì sẽ hỗ trợ thêm 300 là tổng 5 triệu 8 này. Em miền Nam hỗ trợ 500 tổng là 6 triệu. Lưu ý là cọc luôn cái tiền hỗ trợ cước xe. Đấy, tránh tình trạng là bom hàng, không cọc không gửi, nói luôn là cho anh em là như vậy. Nhớ anh em muốn mua hàng nhưng mà bảo nó không cọc thì em cũng nói luôn là không cọc không gửi nhá. Em nào mà tiếc rẻ 300 đến 500 nghìn tiền cọc thì lên tìm hiểu thật kỹ đi. Súng ống thì đầy này, đấy, đây, bơm máy này, đấy, súng ống đầy này. Đấy, chứ em không rảnh rỗi em làm video quảng cáo cho anh em không thì lừa anh em 300 đến 500. Có anh em nào mà sợ lừa 300 đến 500 thì xin mời xem video cho nó vui nhé. Chứ còn mua súng bao tiền thì còn chẳng sợ tiếc gì 300 đến 500, có nhé. Đấy, mua hàng thì gọi điện trực tiếp. Còn về hình thức vận chuyển hàng thì lắp ráp test chuẩn chỉ, ok gửi xe lên cây. Khi gửi đi gặp mỗi bán này nè, gặp bán này nè, thao cái đồng giỏ thanh ra. Đấy, khi nhận hàng thì anh em xoáy đổi thanh vào, gặp cái bán vào là đi đem. Đấy, bơm sẵn cho anh em đầy một bình hơi nhé. Gửi thì sẽ là gửi nguyên xe nguyên cây cho anh em. Nhận hàng em thanh toán tiền qua nhà xe. Em nào muốn kiểm tra thì cầm sẵn cho em là một con dao một kéo như này. Đấy, khi nhà xe đưa hàng anh em rạch mạnh phát góc ra sờ thử xem đúng súng chưa, hoặc nhìn thấy xem nó đúng súng chưa, đúng thì ok nhận hàng. Đấy, còn tất cả những mặt hàng mà anh em đặt thì em đều quay video lại trả hàng cho anh em qua Zalo. Nên là mua bán anh em cứ kết bạn Zalo cho em. Đấy, để làm sao mà khi mà anh em đặt hàng cái này em sẽ lắp ráp, quay video test tâm hoặc là gọi điện trực tiếp cho anh em xem đấy, hàng hóa phụ kiện có đầy đủ không. Đấy, còn anh em nào không tin tưởng nữa thì em có thể quay video lại trong quá trình đóng hàng cho anh em, gửi cho anh em, ok chưa. Đấy, còn về chế độ bảo hành thì nói luôn là bảo hành cho anh em lỗi một đổi một, và anh em chơi nếu mà cảm thấy nó không ok thì điện lại shop đổi trả lắp lại cây mới, còn ok thì anh em chơi, trong quá trình chơi nếu mà hỏng hóc cái gì thì gửi lại shop bảo hành cho anh em. Hỏng cái van bảo hành, hỏng cái kính bảo hành, đấy, hỏng cái cành, cành không trụ bảo hành. Bảo hành lỗi một nghĩa là trong quá trình chơi trong 6 tháng bảo hành lỗi một đổi một với cành. Còn cái van thì anh em chơi nếu mà có tình trạng là phồng sim tràn áp thì gửi lại shop làm, anh em chịu tiền cước 30-50 tiền cước là ok các bác nhé. Đấy, còn quay lại với cấu hình ngày hôm nay thì FXQ sói cấu hình tầm trung 5 triệu 500. Thì ở đây shop đang lắp đó là một bộ combo quy sói hàng bán gốc rút chữ A, đấy, quy Sài Gòn chuẩn chỉ cho anh em. Van cờ đi kết khớp gem 1000, bình nhôm 0.35 đế bằng. Anh em nào muốn lắp bình lớn thì có thể lắp bình 0.45. Giảm âm sniper ôm cành dành riêng cho FX, đấy, cực kỳ là êm nhá. Cành là cành TK Hồng Kông bản 10 khương tuyến cho anh em, có thể chơi được hai dọc kẹo là lấm trì và sắn lung. Bao cho anh em chơi cự ly là 60 mét là chuẩn tâm đục lỗ, có video test đục lỗ nhá. Kính ngắm Discovery hàng VTR 3-12-42 LC. Đấy, hoàn thiện cây này là 5 triệu 500. Kính thì có thể gài được 6 viên kẹo đây, có đèn tâm cho anh em. Đấy, 5 triệu 500 một khẩu như thế này, giá rất chỉ rẻ anh em nhé. Đấy, nên là anh em nào có ý định mua thì cứ lên alo cho shop qua hai số thoại kia để mua hàng em nhé. Đấy, video sắp tới thì em sẽ làm rất chi nhiều những video thanh lý mẫu. Mỗi mẫu em sẽ thanh lý 10 khẩu cho anh em. Đấy, nên anh em nào có ý định mua thì cứ đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để theo dõi những video em đăng tải trên kênh mỗi ngày em nhé.
Còn video ngắn ngày hôm nay thì em cũng xin phép anh em và các bác kết thúc đây. Xin chào và gặp lại các bác ở video sau nhé.